Xin chào mọi người, hôm nay cho mọi người xem một cái bữa ăn gà ăn thịt của bọn chó ở trại Siro ra đây. Rồi ngồi đấy, ngồi xuống, lên ghế ngồi đi. Messi ra đây, lên ghế ngồi. Thì nhiều người có cái câu hỏi là cho rốt ăn thịt gì thì tốt. Thì ở video này mình cũng nói luôn với mọi người là cái mà tốt nhất cho các con chó rút nó ăn ấy, thì có thể nói là thịt gà. Còn cái mà mang lại chất lượng cao nhất thì là thịt bò. Nhưng mà thịt bò thì nó đắt tiền, nó đắt hơn thịt gà nhiều. Cho nên là nếu nói là cái thịt nào tốt nhất cho con chó thì là thịt gà. Còn thịt lợn thì nếu mà mọi người cho ăn thịt lợn, mọi người phải lưu ý nhé. Có một số cái chất ở trong thịt lợn là con chó nó ăn nhiều nó sẽ phát sinh. Cho nên là nếu mà cho ăn thịt lợn là mọi người sẽ phải có một cái việc là mọi người sẽ phải thải độc gan cho con chó. Như là cái video mình hướng dẫn mọi người thải độc gan ấy. Còn bình thường mà nói ăn thịt gà công nghiệp này là lành nhất. Còn khi ăn thịt ấy, thì sẽ phải có cơm, phải có một phần cơm. Cơm nó là cái chất độn để nó giúp cái tiêu hóa nó tốt hơn. Hoặc là ở đây là do mình còn rất là ít cơm, cơm thừa của nhà nó rất là ít, cho nên là mình phải dùng hạt. Bởi vì nếu mà ăn toàn thịt không ấy, thì là các con chó nó tiêu hóa nó sẽ không có tốt được, sẽ phải có đồ lộn. Nhưng cái đồ cái phần này nó là cái phần rất là ít thôi, không nên nhiều. Tinh bột là con chó nó cần nhưng nó không cần nhiều, nhiều thì lại không tốt. Ok, và hai thứ quen thuộc đây, bây giờ sẽ chia phần nhá. Gà này thì hôm nay thì để nguyên miếng to cho nên là chia nó sẽ hơi lâu một chút. Đầu tiên cho Nina, Nina chó nhỏ này sẽ Nina sẽ được cái phần trộn hạt với lại cơm nhiều hơn, bởi vì cái hệ tiêu hóa của con chó nhỏ nó không có khỏe như con chó to. Cái đấy là sẽ là cái phần tiêu nó cũng chẳng tiêu được, nó lại ị ra xương hết chứ nó không có ấy rồi đâu, mất công. Siro lên ghế ngồi đi, Siro lên ghế rồi ngồi đấy chờ. Đây Nina sẽ cho Nina cái phần này. Hai đứa lên ghế chờ đây, Kila lên ghế chờ đây. Lên ghế, lên ghế, chưa, Siro nữa. Lên ghế ngồi. Không ngồi đấy làm gì cả. Đây là phần của Nina cũng là
thế là Nina phải cho Nina thêm mấy rồi. Trông những to quá mất công tí cho nó lại cứ nhặt ra. Xương cánh là không có chặt vát, chặt là phải cố gắng là để cho nó cố gắng để không để cho những cái có những cái vết vát. Cái chibi này nó một là nó bổ sung chất, nó bổ sung vitamin rồi khoáng chất rồi này kia, nhưng mà cái tác dụng thứ hai nữa tại sao cho ăn thịt này nhưng mà vẫn phải cho nó ăn, vẫn phải cho ăn cái chibi là bởi vì nó còn có cái tác dụng, thêm cái tác dụng nữa là cái tăng tiêu hóa. Ngoài cái bổ sung ra là cái thịt này nó sẽ không có đầy đủ các cái chất con chó nó cần đâu, cho nên là mọi người sẽ thấy là dù mọi người có cho ăn thịt nhiều như thế nào thì chẳng nữa lông nó vẫn chỉ đạt được đến một cái độ nhất định thôi, chứ nó không có phải là cứ cho ăn toàn thịt không mà nó con chó nó ra thế này thế kia đâu, nó cũng không dễ như vậy. Bởi vì toàn thịt không nó cũng không đủ được. Nina sẽ cho Nina thêm cái phần cơm hạt này, vì dạ dày của Nina là chó con nó không như là chó to. Chưa được, chưa xong. Yumi ăn đấy. Nào mấy đứa này phải đứng ở đâu, Siro ra đây. Siro, Siro ra đây. Đây. Rồi, Siro ăn đi. Đây phần Nina đây, không ăn chanh của chị. Nina cũng chưa được người lớn như là mấy đứa còn lại. À tôi phải cho Nina vào trong chuồng cho Nina ăn đi chứ không ở bên ngoài nó cho Nina bị nhặt xương. Đây, Nina ra đây. Nina ra đây. Nina vào trong. Đúng rồi. Siro ăn phần của Siro đi. Phần Siro đâu? Siro. Quay mặt lại. Đúng rồi. Ok. Đứa nào ăn phần của đứa đấy nhá. Đấy. Xem cái bữa ăn hôm nay, bữa ăn hôm nay nó hơi lâu hơn bởi vì phải xé. Bởi vì mình phải xé thịt. Nên là cái bữa ăn hôm nay nó lâu hơn là bữa ăn hôm trước. Bữa ăn hôm trước thì nó nhanh hơn. Là ăn hạt thôi.
đứa nào ăn phần của đứa đấy và không có đứa nào tranh của đứa nào cả. Mình xin lùi lại này, để mẹ lên hình đi lùi lại. Rồi, ok. Ăn chậm thôi. Đấy, vì là ăn vội đấy. Ừ, đấy, siro là non cho nên là siro ăn chưa có kinh nghiệm. Ăn lâu hơn, Nina đã xong và đang đòi ra. Siro chia phần rồi, siro nhiều quá. Ừ. Mấy hộp xương này siro chưa? Xích. Mấy hộp xương này là siro không hết gặm này. Tặng cho bà các mẹ xử lý. Không, Nina không có đòi, Nina ăn phần thế thôi. Xung quanh thêm. Từ từ. Để chia phần, phần này là phần của con siro đấy. Siro đấy. Nina này. Nina không đòi, Nina ăn xong phần của Nina rồi còn gì nữa. Ăn thế thôi chứ ăn gì ăn lắm. Ok, thế là bữa ăn cũng đã xong rồi nhá. Nó cũng chỉ trong vòng khoảng tầm thời gian ăn của chúng nó chỉ trong vòng tầm 3 đến 5 phút là cùng thôi. Chào mọi người nhá, bởi vì thời lượng video 12 phút nó hết rồi.